sản phẩm cho khách hàng. Anh hãy đặt một chiếc XPS từ công ty. Cái bơm này là đến thời hạn trả thì bên mình sẽ chia sẻ luôn cái sản phẩm thực tế công ty nhập từ Mỹ về. Đó, tiêu chuẩn nguyên niêm phong như thường lệ đây. Chút nữa mình sẽ, sau khi mà hoàn thiện cái công đoạn mà kiểm tra máy, mình sẽ chia sẻ về cái thông tin sản phẩm. Ok, anh khách đã nghiên cứu rất là lâu, anh quyết định đặt chiếc máy. Cái đầu tiên các bạn vừa thấy các cái đóng gói của sản phẩm này thì khác với dòng XPS trước, có thể người ta cải tiến về cái thay đổi về cái kiểu đóng gói. Từ trước các bạn thấy nhiều đó là màu đen, cái này chuyển sang màu trắng. Đó, cách đóng gói mà mở cũng khác một chút. Đó, đây là nhân vật chính, rất là đẹp, dòng ăn chế bút cao cấp của Dell. Người ta vẫn giữ lại cái cách bọc ni lông và một để cho mình cái tem đen phía sau để người sử dụng dễ dàng là bóc nó ra thôi. Nhìn qua các bạn lấy các bạn thấy rồi, đây là dòng gấp 360 độ, quá đẹp, mũi xoài. Đó, gấp 360 độ. Nó gấp vào thành một chiếc máy tính bảng luôn. Thì chút nữa mình sẽ cố gắng mượn anh khách khoảng tầm một vài phút để mình trên tay chia sẻ cận cảnh để các bạn nắm được cái mẫu này. Không phải ai có thể là dễ dàng tiếp cận được sản phẩm này. Đây là sản phẩm cao cấp của Dell. Cụ thể đây là dòng XPS. Thứ nhất là nhiều tiền, thứ hai là không có bán phổ thông nên các bạn rất là khó tiếp cận được cái sản phẩm này. Đó, cái phụ kiện đi kèm có một cái sạc và một cái cổng chuyển đổi kia mình nhìn to về chắc là cổng LAN hay HDMI. Cổng gì đây? Cổng này là cổng C. Type-C rồi, kết nối Type-C mà chuyển ra. Cổng A. À. Đó. C ra cái USB truyền thống, cái này là ra chuẩn USB phổ thông như các bạn thấy này, cái lối dữ liệu. Dòng cao cấp về sau từ 2018 là hãng bắt đầu gần như là các hãng sản xuất phần cứng trên laptop đã chuyển sang là công nghệ Type-C rồi. Cho nên là những sản phẩm về sau người ta càng cắt bớt những cổng kết nối đi. Cụ thể là những sản phẩm cao cấp là thiên về cái độ dịch chuyển mỏng, nhỏ, nhẹ. Người ta sẽ tối giản mà những cái cổng không cần thiết trên sản phẩm đi. Dòng này có 2 cổng kết nối, không như dòng này trước là có 3 nhỉ. Đó, bây giờ mình sẽ vào việc chính là mình sẽ kiểm tra trả máy cho anh khách hàng luôn. Trong thời gian mà bung win thì mình sẽ chia sẻ nhanh cái phần thiết kế bên trong. Bung win là anh tự bung được đúng không ạ? Anh gọi hết cho em cả hết. Vâng. Chuyển trong một đơn đấy. Đó. Thời gian khách anh dùng sản phẩm này là đặt cái chiếc này chiếc thứ 2 tại công ty rồi. Cái cổng C này. Nó trên máy thì có 2 cổng kết nối, cổng C rồi cổng thông minh về sau. Có nghĩa là các bạn cắm sạc thì tiện cái nào cắm bên đấy chứ không phải là một lỗ sạc truyền thống như ngày trước nữa. Rất là tiện. Windows bản quyền. Phía trước chân máy thì cái chân chuột rộng đó là cái phần nổi bật của cái dòng XPS về sau này rồi. Chất liệu này là chất liệu làm nên thân vỏ phía trước là chất liệu cao cấp sợi carbon. Nhìn đặc thù cái hai các bạn lấy này các bạn sẽ phân biệt được là cái dòng XPS gấp và không. Cái phiên bản này là sau này mới ra, dựa trên sự thành công của phiên bản đầu tiên XPS ra là phiên bản truyền thống của nhôm nguyên khối. Đó, cái như các bạn nhìn thấy cái màn hình 13.3 inch người ta thiết kế về sau này thì cho mình một cái trải nghiệm rất là rộng, màn hình rất là rộng. Cái ấn tượng ở cái dòng này ấy, thì dựa trên cái mà không được người sử dụng đón nhận đó là thiết kế về camera. Tại vì hãng người ta loay hoay một thời gian về muốn được tối ưu cho cái màn hình sử dụng cho khách hàng nhưng mà vẫn phải giữ được cái camera, tại vì sản phẩm này là phải cung cấp cho cả giải trí nữa. Thì họ loay hoay một thời gian, họ đưa cái camera xuống dưới sát bản lề, đó là cái model cũ. Mình nghĩ đây là một cái là không hợp lý, cho nên hãng đã thay đổi về sau. Có thể là dựa trên phản hồi khách hàng thì người ta đã chuyển về cái truyền thống cũ đây. Đó, vấn đề trên này. Đây, tổng quan phía trước. Sản phẩm cao cấp Dell XPS 13. Có, em ra chụp tranh với. Trong chia em ba ổ. Anh có yêu cầu gì thêm không?